Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh rước dầu lễ chuyển dầu ngày thứ năm tuần thánh năm 2024 tại tòa giám mục hôm nay thứ năm tuần thánh. Chúng tôi kênh truyền thông Trần Phú Thái Bình, chúng tôi có mặt để ghi lại những hình ảnh của đoàn. Chúng ta nhìn thấy quý già với năm nữ tu sĩ, các thầy phó tế trục sinh của giáo phận Thái Bình rất đông. Mọi người chúng ta cảm thấy cánh đồng truyền giáo của quê hương Thái Bình rất phong phú. Giờ đây máy của chúng ta tôi đang chuyển để quý vị xem những hình ảnh bà con giáo dân ra về. Thời tiết hôm nay rất đẹp, thời tiết hôm nay nắng ấm, rất thuận lợi cho ngày lễ. Mỗi người đang lấy xe và trở về gia đình của mình. Số lượng người tham dự hôm nay cũng chật nhà thờ. Chúng tôi cũng ước tính ngày lễ hôm nay khoảng 1.500 người tham dự lễ hôm nay. Và đến đây kênh truyền thông của chúng tôi xin khép lại video này. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị luôn sức khỏe dồi dào, ơn lành của Chúa, một tuần thánh đầy tràn ơn lành phúc lộc của Chúa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.